Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sát hại nạn nhân, giấu thi hài nhiều ngày. Nạn nhân vụ án là bà Nguyễn Thị Khuôn, sinh năm 1941, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ngày bà Khuôn rời khỏi nhà rồi mất tích, bà mang theo nhiều tài sản, trong đó có khoảng 1,2 lượng vàng và trên 30 triệu đồng. Gần 10 ngày sau, công an phát hiện thi hài bà Khuôn đang trong quá trình phân hủy tại nhà của Huỳnh Thị Điệp, 39 tuổi, đang mang thai cùng ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây. Bà Lê Thị Hưng, 41 tuổi, con gái bà Khuôn cho biết, khi mẹ mất tích, cũng nghi ngờ sự việc có liên quan đến Điệp. Trước đó Điệp từng mượn tiền bà Khuôn nhưng chưa có tiền trả. Trước khi mất tích, mẹ tôi có liên lạc với Điệp. Khi mẹ tôi đang ngồi ở nhà với người con thứ 8 thì đứa con gái đang học lớp 7 của Điệp đến nhà, nói mẹ tôi qua nhà Điệp lấy tiền nợ. Nghe vậy, đứa em thứ 8 của tôi nói, mẹ đi đi, con về lấy xe đi rước mấy đứa nhỏ. Sau khi về nhà riêng, người em thứ 8 của tôi có chạy xe ngang nhà mẹ thì thấy nhà khóa cửa rồi. Mọi người cũng thấy chiều hôm đó mẹ tôi đi vào nhà Điệp rồi không thấy trở ra. Bà Hưng kể, chiều về không thấy mẹ, bà Hưng tìm kiếm mẹ khắp nơi. Khi biết mẹ có đến nhà Điệp, bà Hưng ngay lập tức chạy đến. Nhà Điệp và nhà mẹ tôi cách nhau chưa đầy 100 mét nên tôi chạy sang ngay. Lúc này tôi thấy Điệp vẫn đang ở trong nhà với con. Tôi hỏi, Điệp ơi, hồi chiều em gọi bà Năm, tên thường gọi của bà Khuôn đến lấy tiền phải không? Bà lấy xong em có thấy bà đi về hướng nào không? Tuy nhiên Điệp không chút sợ hãi, nó bình tĩnh và rất tự nhiên nói, em lu bu quá nên không để ý. Nghe vậy tôi không chút nghi ngờ nên ra về, cùng chị em đi tìm mẹ, bà Hưng kể thêm. Nghi có chuyện chẳng lành, người thân bà Khuôn chia nhau tìm kiếm bà khắp nơi. Đến 23 giờ đêm hôm đó, sau khi cuộc tìm kiếm không đem lại kết quả, bà Hưng đến công an trình báo việc mẹ mình mất tích. Bà Hưng kể, chúng tôi hỏi thăm người quen đến những nơi mẹ thường ghé, gặp thầy bói để hỏi, tát ao, tát hầm vì sợ mẹ ngã xuống đó. Nói chung ai chỉ gì chúng tôi làm đó, hy vọng tìm được mẹ. Tôi cũng đi qua Campuchia tìm mẹ nhưng cũng không thấy. Vào cuộc điều tra, công an nghi ngờ Điệp có liên quan đến vụ việc nên tung trinh sát truy tìm người này. Lực lượng điều tra đã báo tin với một số tỉnh giáp danh Long An về nhận dạng, đặc điểm để phối hợp truy bắt nghi phạm. Biết khó thoát nên Điệp ra công an huyện Đức Hòa đầu thú và khai đã trốn ở một huyện biên giới của tỉnh Tây Ninh. Tại cơ quan công an, bước đầu Điệp khai nhận lấy mạng bà Khuôn do không có khả năng trả nạn nhân số tiền 10 triệu đồng đã mượn. Ngoài ra Điệp thấy cụ bà mang theo nhiều tài sản nên nảy sinh lòng tham. Trong thời gian tìm kiếm ròng rã 9 ngày trời, nhiều lần bà Hưng đi ngang qua nhà Điệp đang sinh sống. Những lúc như vậy, Điệp vẫn hết sức tự nhiên, không chút biểu hiện sợ hãi. Thậm chí người phụ nữ này còn nói vọng từ trong nhà ra khi thấy bà Hưng đang đi tìm mẹ rằng chưa tìm thấy bà Năm nữa hả chị? Sự bình tĩnh đến đáng sợ của Điệp đã xóa tan mọi nghi ngờ từ người thân của bà Khuôn. Mọi người vẫn chia nhau đi tìm mà không ngờ thi hài của cụ bà xấu số đang được Điệp giấu trong nhà. Thậm chí có lần bà Hưng đã vào căn nhà này tìm kiếm nhưng lại không phát hiện bất thường. Bà Hưng kể, một buổi chiều tôi đang đi tìm mẹ thì ông P, chủ căn nhà Điệp đang ở gọi tôi lại. Điệp vốn không có nhà, căn nhà Điệp đang sinh sống của ông P, anh trai Điệp. Ông P đi làm ăn xa nên để nhà cho Điệp ở. Hôm đó ông gọi tôi lại và tỏ ra rất bức xúc. Ông tức tối khi nghe được thông tin người ta nghi ngờ mẹ tôi bị hại trong nhà của ông. Ông ấy yêu cầu tôi vào nhà lục soát, tìm mẹ để chứng minh không có chuyện mẹ tôi bị hại, giấu thi hài ở trong đó. Tôi nói không nghi ngờ gì cả, chỉ đi tìm mẹ thôi và từ chối vào nhà tìm. Thế nhưng ông P cứ lôi tôi vào. Vào nhà tôi cũng nhìn trước ngó sau, đi từ nhà sau lên nhà trước, vào các phòng tìm nhưng không thấy gì lạ cả. Sau đó tôi lên nhà trên thì thấy ở đây có một cái tủ thờ, một cái tủ đựng ly. Lúc này Điệp và con cũng ở đây, cười nói đùa giỡn với nhau.
Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy gì lạ nên tôi xin phép ra về. Ai ngờ sau này tôi mới được biết thi hài mẹ tôi được giấu ở trong tủ thờ. Mẹ tôi nằm ở đó, trước mặt tôi mà tôi không hề hay biết. Chỉ đến khi thi hài mẹ tôi bị phân hủy, được công an tìm thấy, tôi mới được nhìn mẹ. Lúc này mẹ tôi không còn lành lặn nữa, bà Hưng kể trong nước mắt. Theo bà Hưng, rất có thể ngay trong chiều khi bà Khuôn đến lấy tiền nợ, Điệp đã ra tay sát hại rồi bỏ vào chiếc tủ thờ. Sau khi gây án, Điệp vẫn ở lại nhà, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên sau đó thi hài nạn nhân phân hủy, bốc mùi nên hung thủ buộc phải tìm cách phi tang. Nghi phạm đã sử dụng bao ni lông để quấn thi hài, đem phi tang trong nhà vệ sinh. Bà Hưng nói, Điệp đi mua túi ni lông vào ban đêm và bị một người đi bán chim nhìn thấy. Sau đó người này thấy Điệp chở bao ni lông về nhà nhưng không hề nghi ngờ đối tượng này có liên quan đến vụ việc mẹ tôi mất tích. Cũng theo con gái của nạn nhân, hung thủ quấn thi hài nạn nhân trong bao ni lông dày 7-8 lớp rồi đem ra nhà vệ sinh sau nhà phi tang. Sau này vụ việc được người đàn ông sống như vợ chồng với Điệp phát hiện. Người đàn ông này khuyên can, yêu cầu Điệp ra đầu thú. Thông tin Điệp bị bắt do có liên quan đến vụ việc bà Khuôn bị sát hại rồi phi tang để cướp tài sản khiến người dân địa phương bàng hoàng. Bà Khuôn rất hiền lành và khỏe mạnh. Thường ngày bà vẫn một mình đạp xe ra chợ, ngân hàng cách nhà hơn 10 km. Tại địa phương, Điệp nổi tiếng, lười lao động. Người phụ nữ này không có công việc ổn định mà thường xuyên đến các sòng bài tại Campuchia sát phạt. Ham mê đỏ đen khiến Điệp khánh kiệt dần và lâm nợ. Đời sống hôn nhân của hung thủ cũng khá phức tạp. Dù đã có 2 con nhưng bà ta chưa có giấy kết hôn với người chồng chính thức nào. Lúc gây ra thảm án, Điệp cũng đang mang thai, sắp đến ngày sinh nở. Thai phụ lĩnh án. Tại phiên tòa xét xử sau đó, Điệp thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết mình phạm tội khi tinh thần bị kích động. Đang nuôi 3 con nhỏ, nhận thức pháp luật hạn chế nên xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Long An nhận định hành vi của bị cáo Điệp gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của con người được pháp luật bảo vệ. Bên cạnh đó, bị cáo cũng được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đang nuôi 3 con nhỏ, ăn năn hối cải. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, thì hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Điệp mức án 13 năm tù. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.